Trong một quán bar, thanh niên Benny đang uống rượu giải sầu thì hai người đàn ông lạ mặt tiếp cận, muốn đổi anh ra khỏi quán bar để xí chỗ ngồi. Họ chế giễu anh nhưng Benny vẫn tiếp tục uống ly rượu. Họ tức giận vì anh không nghe và bắt đầu hỏi tìm bố. Benny vẫn thản nhiên nói chuyện thì bị đập phát ghế vào lưng. Sau đó, anh bị đẩy xuống đất ăn vào cú đấm rồi bị kéo ra ngoài quán. Chúng đạp xe của Benny xuống thì bị anh xoẹt một đường vào mặt. Tối hôm sau, chúng ta biết đến một người tên là Johnny, là chủ câu lạc bộ xe máy nổi tiếng trong phố. Ngẫu nhiên có một nhóm thanh niên hỏi muốn gia nhập và khoe có xe xịn. Johnny ra ngoài kiểm tra nhìn thử thì bảo rằng đội của tôi không nhận lũ trẻ con như cậu. Thanh niên cây cú đánh anh thì bị đánh ngược lại cho ra bã. Câu chuyện bắt đầu với một cô gái tên là Kathy. Kathy đang ngồi trả lời giải đáp những khúc mắc. Những người phụ nữ khác đều là vợ của các tay lái xe máy câu lạc bộ Vandal đang thảo luận về chủ đề này. Kathy kể với anh chàng Danny về lần đầu cô ấy gặp Benny. Một ngày nọ, cô lần đầu tiên bước chân đến câu lạc bộ Vandal để gặp một người bạn của mình. Tuy nhiên, khi cô ấy bước vào câu lạc bộ thì cảm thấy một bầu không khí kỳ lạ. Trước tiên, vừa vào cô đã gặp hai gã cố gắng tán tỉnh mình nhưng cô đã phớt lờ để tìm kiếm người bạn. Sau khi tìm thấy, cô đến bàn của cô ấy đang ngồi với một người đàn ông khác với biệt danh là con rán. Hai gã lúc nãy lại đến để tán tỉnh cô còn rủ đi hẹn hò. Nhưng cô nói rằng có bạn trai rồi và tối nay cô sẽ đi cùng với anh ấy. Khi cô đứng dậy, cô thấy nhìn Benny trông rất cuốn hút ngon dai. Lúc mọi người rời đi, anh đến gần cô và rủ cô đi chơi, nhưng cô vẫn nói rằng cô có bạn trai. Sau đó, cô được giới thiệu với chủ tịch câu lạc bộ Johnny Đặng. Nhìn anh ta có vẻ không uy tín cho lắm nên cô rời đi. Tuy nhiên khi cô rời câu lạc bộ và chờ xe buýt ở bên ngoài, đột nhiên cô thấy cả băng nhóm Vandal ra khỏi câu lạc bộ. Cô thấy Benny ngồi trên xe máy trong khi những người khác hỏi cô có muốn đi nhờ không. Cô không thích mấy gã này nhưng lại thấy Benny có vẻ khá tốt nên ngồi lên xe máy của anh. Trên đường đi, cô khá tận hưởng khi ngồi đằng sau Benny, cô còn ngửi thấy mùi nước hoa quyến rũ của anh. Sau chuyến đi xe máy, Benny đưa cô trở lại câu lạc bộ để uống rượu vào đêm khuya. Sau đó anh đưa cô về nhà trên xe máy của mình, thấy bạn trai của cô đang chờ. Anh tức giận khi thấy Kathy với chàng trai và hỏi cô đã ở đâu. Cô không trả lời, còn Benny ngang nhiên đặt xe máy ngoài nhà ngồi đó cả đêm hút thuốc. Buổi sáng khi thức dậy cô mắng Benny mau rời đi không thì bạn trai cô sẽ nổi trận lôi đình. Và đúng chuyện này đã khiến gã bạn trai nổi giận xách đồ rời đi. Benny tận dụng cơ hội để vào trong nhà. Từ đó hai người yêu nhau và sau 5 tuần, họ đã kết hôn luôn. Danny sau đó lại đến để hỏi Kathy, anh hỏi cô về Johnny. Kathy bắt đầu giải thích rằng Johnny là người đứng đầu câu lạc bộ xe máy Vandal, ý tưởng về câu lạc bộ đến từ một chương trình TV mà anh đang xem với vợ. Khi đó anh ấy là một người đàn ông của gia đình đã có hai cô con gái. Benny là người anh yêu quý nhất từ câu lạc bộ. Ban đầu, anh có một câu lạc bộ đua xe với Jimmy, nơi họ có những chiếc xe đua. Tuy nhiên, Johnny có suy nghĩ khác trong tâm trí. Anh muốn có một câu lạc bộ về xe riêng. Tất cả những gì anh nghĩ trong đầu chỉ toàn là xe máy. Nhưng Jimmy nghĩ rằng câu lạc bộ đua xe tốt hơn những gì Johnny nghĩ. Johnny sau đó đã thành lập một câu lạc bộ chạy xe với 12 thành viên. Brucey là cánh tay phải của Johnny và là một anh thợ điện. Các thành viên khác bao gồm Ka, người muốn gia nhập quân đội nhưng chưa bao giờ được chọn. Anh là thợ máy tại câu lạc bộ. Cockroach và Jack cộng một số người khác cũng là thành viên của câu lạc bộ. Một ngày nọ, Jack bộc lộ bản chất bạo lực của mình. Anh có một số người bạn khác hỏi muốn gia nhập câu lạc bộ nhưng bị Johnny từ chối. Johnny cố gắng giải thích với Jack rằng chúng ta sống trong cùng một khu vực và có cùng sở thích. Không thể tin tưởng người khác nên không nên cho phép họ gia nhập. Jack tức giận với điều này nên thách thức Johnny một trận đấu. Johnny lúc này cũng chả sợ gì cả, chấp nhận lời thách thức của Jack, hỏi là muốn dùng nắm đấm hay dùng dao. Thế là trận đấu diễn ra, hai người trao gửi những lời yêu thương ngọt ngào. Và cuối cùng là Johnny thắng. Benny cùng Kathy cũng đứng xem trận này cùng nhau. Một vài ngày sau, băng đảng bắt đầu một cuộc diễu hành xe máy trên đường và mọi người nhìn họ như kiểu rất muốn tham gia. Trên con đường trải dài, đoàn xe máy nối đuôi nhau, tiếng động cơ vang hòa quyện với tiếng gió thổi giữa khung cảnh nông thôn tuyệt vời. Những người tự do được thỏa mãn niềm đam mê xe cộ. Sau đó họ đến một buổi triển lãm xe hơi và thu hút sự chú ý của mọi người. Một nhóm xe máy gọi đội đối thủ lại để muốn gây sự. Johnny tiến đến nói chuyện với họ, nhưng Benny lại can thiệp bằng nắm đấm. Trận chiến giữa hai đội bắt đầu. Hai bên oánh nhau giữ tay giữ chân, đấm đá vỡ cả kính xe và chỉ dừng lại khi Johnny ra lệnh. Cuộc chiến kết thúc với một thỏa thuận giữa hai bên và các băng đảng xe máy hòa giải ngồi tụ tập lại với nhau. Johnny hỏi Benny nghĩ gì khi bị tấn công như vậy và rất vui khi nhận ra Benny làm điều đó để bảo vệ mình. Trở lại hiện tại, Kathy giải thích với Danny rằng mọi người thường ghét những kẻ phá hoại. Đó là lý do họ không dám mặc áo khoác của câu lạc bộ khi ở một mình.
Vào một ngày đẹp trời, khi Benny đang ở một mình trong quán bar, hai người đàn ông quấy rối anh và đe dọa ép anh cởi áo khoác ra, nhưng Benny từ chối làm và bị đánh sau lưng. Benny dùng dao tấn công, nhưng bị đánh lén đằng sau, suýt thì mất một chân, phải nhập viện. Kathy khẳng định rằng cô chưa bao giờ thấy Benny khóc bao giờ. Anh ấy khóc không phải vì đau hay sợ mất chân, mà anh ấy khóc bởi vì sợ rằng sẽ không thể lái xe như bình thường được nữa. Johnny biết chuyện này trở lên tức giận, đến quán bar yêu cầu chủ quán nổ địa chỉ của những kẻ đó không thì sẽ phá quán. Sau đó ra ngoài với đàn em đi xe máy đợi sẵn, đốt quán bar ngay trong đêm để cho chúng biết đã đụng nhầm người. Sau vài ngày, Johnny đến thăm Benny và mời anh tham gia một buổi dã ngoại với cả nhóm. Kathy buồn khi nghe điều đó vì cô không muốn chồng mình bị thương khi tham gia câu lạc bộ này. Sau khi Johnny rời đi, Kathy cố gắng thuyết phục Benny nhưng không thành công. Cho dù bác sĩ nói phải 3 đến 4 tháng không được đặt chân lên xe. Vì vậy, cô quyết định gặp Johnny để nói chuyện riêng về vấn đề này. Johnny vẫn chưa sẵn sàng để cô em ở một mình với vợ. Anh biết rằng Benny cố tìm mọi cách để quay trở lại lái xe bằng mọi giá. Bất lực không làm được gì, Kathy đành bỏ về. Sáng hôm sau, một nhóm khác đang tụ tập với nhau. Ngay sau đó, một tay xe tên là Darin đến từ The Walking Dead thu hút sự chú ý của Johnny. Anh ta đưa tiền cho Johnny và hy vọng anh sẽ ở cùng họ vài ngày. Sau đó, cả nhóm cùng nhau có những khoảnh khắc vui vẻ như một gia đình. Đêm đó, mọi người kể cho nhau về cuộc sống mà họ đã từng trải qua. Khi mọi người còn đang bàn tán, thì Johnny và Benny thảo luận về tương lai của câu lạc bộ này. Anh giải thích rằng nhóm đã phát triển lớn đến mức anh không biết mặt những người mới và nhấn mạnh không thể quản lý nhóm được nữa khi mọi thứ đang dần mất kiểm soát. Anh đã xây dựng nhóm này từ con số 0, vì vậy anh yêu cầu Benny chấp nhận trách nhiệm này. Mặc dù Benny không đồng ý, Johnny tin rằng Benny là người duy nhất trong nhóm xứng đáng với vị trí này và muốn anh suy nghĩ về điều đó. Họ quay trở lại với nhóm khi Darin đang trêu đùa Ca một cách đáng sợ, khiến mọi người cười vào mặt Ca. Kathy nhìn Benny với Johnny có vẻ đang giấu giếm gì đó. Trên đường về nhà, Kathy cảm thấy có gì đó không ổn. Sáng hôm sau, Kathy nói với Danny rằng mọi người phụ nữ đều muốn người đàn ông của mình trở nên tốt hơn nhưng đều thất bại. Cô cảm thấy Benny có vẻ muốn rời nhóm. Khi nhắc đến Brucey vào năm 1973, mọi thứ bắt đầu sau khi anh ta chết trong một tai nạn trên đường đi. Chuyện đó đã thay đổi cả câu lạc bộ, khiến cả nhóm rơi vào trầm lặng. Họ gửi hoa đến chia buồn cùng gia đình, nhưng cha mẹ của Brucey đã trả hoa về vì họ ghét câu lạc bộ này. Bỏ qua những lời nói đó, Johnny quyết định tham gia tang lễ chôn cất người bạn của mình, dù phải đối mặt với sự sỉ nhục và xúc phạm. Sau đó, vào đêm lọ, Johnny đang kể về tình yêu của mình với xe máy của anh lớn đến nhường nào. Thì một thanh niên 20 tuổi cùng bạn bè xuất hiện tại quán bar để xin phép Johnny tham gia vào nhóm Vandal. Ban đầu Johnny không quan tâm, nhưng nghe mấy thanh niên có con xe ngon ngon, Johnny quyết định kiểm tra thử xem sao. Khi nhìn thấy xe máy của họ, Johnny nói rằng anh sẽ chỉ chấp nhận cậu chứ không phải đám bạn của cậu. Nhưng thấy cậu sẵn sàng bỏ rơi bạn bè để tham gia câu lạc bộ nên anh cũng từ chối thẳng mặt luôn. Trở lại hiện tại, Danny hỏi Kathy cái chết của Brucey đã ảnh hưởng thế nào đến cả nhóm. Nhấn mạnh tình trạng câu lạc bộ không còn như lúc đầu, Kathy nói rằng vào thời điểm đó, câu lạc bộ bị chia thành hai nhóm, những thành viên cũ và những người mới. Những lính mới thường hay cư xử thiếu phép tắc và nhiều người trong số họ đang sử dụng ma túy, khiến Johnny rất thất vọng. Trong khi nói chuyện với ba người mới, Cockroach trong trạng thái say xỉn tiết lộ rằng mọi thứ đang trở nên nhàm chán nên quyết định trả lại áo khoác và tham gia vào lực lượng cảnh sát. Những lời nói này làm ba người kia tức giận nên họ đã trừng phạt anh ta vì quyết định rời câu lạc bộ. Khi Johnny biết điều này, anh gọi Benny và vài người khác đưa Cockroach đến bệnh viện ngay lập tức. Trong lúc chồng và những người khác đi vắng thì Kathy suýt bị bọn chúng giở trò, may mắn thay mọi người trở về kịp lúc và tẩn cho bọn chúng một trận. Vài ngày sau, Cockroach với cánh tay bị gãy thông báo cho Johnny rằng những người mới là lũ điên. Anh ta cũng đã hứa với vợ sẽ rời câu lạc bộ nhưng lo sợ hậu quả đến. Anh nói với Johnny rằng anh cần sự giúp đỡ của Johnny và Johnny hứa sẽ bảo vệ anh ta. Sau khi Cockroach rời đi, Johnny yêu cầu Benny về nhà lấy súng. Benny quay lại nhà để lấy súng từ ngăn kéo. Bất ngờ Kathy xuất hiện và nói rằng cô có điều muốn nói với anh. Cô thừa nhận rằng không thể sống như thế này nữa. Cô trách Benny vì đã không có mặt đêm đó khi họ cố gắng giở trò với cô và yêu cầu anh rời khỏi câu lạc bộ và trả lại áo khoác cho họ. Benny rất tiếc về những điều cô đã trải qua nhưng anh không có ý định rời câu lạc bộ. Thấy Kathy khăng khăng đòi anh rời đi làm Benny nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã kết thúc. Anh rời đi khiến cô khóc. Để đảm bảo Cockroach có thể rời câu lạc bộ an toàn, Johnny và Benny dàn dựng một vụ đột nhập vào nhà, nơi Johnny bắn vào chân Cockroach để anh ta báo cảnh sát bảo vệ anh ta. Benny không hài lòng với cách làm này của Johnny và chất vấn Johnny về tương lai của câu lạc bộ vì mọi thứ đã thay đổi và nó không còn là câu lạc bộ của họ nữa.
Johnny giải thích rằng mình không thể điều hành câu lạc bộ nữa và muốn Benny tiếp quản thay anh. Benny càng lúc càng điên lên, quyết định lái xe bỏ đi. Đám nhóc hôm lọ lại đến thăm Johnny tại câu lạc bộ, tiết lộ rằng cậu và nhóm của mình hiện là thành viên của hội Milwaukee thuộc Vandal. Thanh niên muốn thách đấu Johnny để giành quyền lãnh đạo nhóm. Johnny cho cậu chọn giữa đấu tay đôi hoặc dùng dao, và thanh niên chọn dùng dao. Họ đồng ý gặp nhau tại một bãi đậu xe để giải quyết vấn đề vào ngày hôm sau. Trước khi rời đi, Johnny mang theo đồ đạc và gặp vợ. Anh đến nhà của Kathy để gặp cô và hỏi về Benny. Benny có quay lại không? Lần cuối cùng nghe thấy anh ấy là Benny đã đi đến Indiana với vài người khác. Johnny nói lời tạm biệt rồi rời đi. Nhóm Vandal lái xe vòng quanh cho đỡ ngứa tay ngứa chân. Johnny thấy nhóm đến công viên nên anh đến đó. Khi Johnny bị giết, đó là sự kết thúc thời kỳ hoàng kim của những chiếc xe máy. Cậu thanh niên đã lên nắm quyền lãnh đạo và biến Vandal thành một băng nhóm thực sự. Băng nhóm càng ngày càng lớn, còn có các chi nhánh khắp nơi trên đất nước. Cậu thanh niên đã biến nó thành một băng nhóm tội phạm. Các thành viên ban đầu của câu lạc bộ đã di chuyển đi nơi khác hoặc gia nhập nhóm mới. Johnny xây dựng câu lạc bộ xe máy dựa trên tình bạn và niềm đam mê chung. Tuy nhiên, các thành viên mới ngày càng bạo lực, câu lạc bộ xe máy dần trở thành một trong những băng nhóm tội phạm khét tiếng. Benny đang ngồi trong quán bar khi người bạn nói với anh về cái chết của Johnny khiến Benny bất ngờ. Anh uống hết ly và để tiền trên bàn. Benny trở về gặp Kathy sau một thời gian xa cách. Hai người đã đoàn tụ lại với nhau. Kathy nhìn ra cửa sổ, Benny giờ đang làm thợ cơ khí và không còn dính dáng tới câu lạc bộ nữa. Anh mỉm cười với cô và bộ phim kết thúc.